Sau một ngày nghỉ lễ tất bật ở nhà tắm nắng phơi sương thì hôm nay mình đi làm lại nè cả nhà. Mà thời tiết dạo này nắng quá nắng, ăn nuốt không nổi luôn mà cũng không biết thèm ăn cái gì hay là muốn ăn cái gì nữa. Thôi vậy chiều nay mình nấu cơm ăn với cái món gì chua chua đi ha. Mà cũng không biết món gì chua chua thì dắt óc suy nghĩ cũng như dắt tóc nhổ tóc suy nghĩ thì mình sẽ quyết định. Chiều nay nhà mình còn con cá chẽm nè, mình sẽ mua thêm một cây dưa cải nữa, mình sẽ nấu canh cá chẽm, nấu canh dưa cải, tôm gam. Mận trắng này chỗ cả nhà có không? Chỗ mình có nha, 1 kg là 25k, ăn nó ngon lắm. Trời nóng nực này ăn chấm với ớt sướng lắm cả nhà, nó chua chua ngọt ngọt mà nó thanh nữa, ăn vô nó mát lắm. Nhưng mà nếu mà đâm muối ớt á, chứ đừng có ăn muối ớt sấy thì nó không chất lượng nha. Đâm muối ớt mình ăn vô đi. Rồi cả nhà nhớ hít thở đều đều nha, đừng có hít sâu quá bị sặc nha cả nhà. Đây cá chẽm này thì ở nhà mình gửi lên thì tới giờ vẫn còn đó. Mình thì có thói quen là hay ăn hàng đông lạnh, cũng như chính công việc của mình là ngành đông lạnh như đó cả nhà. Nói tới nói lui nói vòng vòng một hồi ta nói muốn bí từ ngữ luôn vậy đó. Thôi thì dắt cây dưa cải sắc ra hồi nấu canh ăn cả nhà. Mình sẽ cắt bỏ bớt lá, tại vì ở chỗ này á, mình chỗ mình ở có nhiều người ta trồng dưa cải này làm dưa nè. Ta nói á, tôi mua dưa cải gì cắt bỏ lá bớt đi, tại vì khi mà xịt thuốc cho trừ sâu vô hoặc là xịt thuốc cho nó tăng trưởng bắp đặng bán á, nó sẽ còn dính trên mấy cái lá cải cũng như sâu tơ đồ ở trên đó đó. Mình nghe mình quản quá, mình thấy gì mình cắt bỏ bớt. Đây hôm nay mình sẽ cho cả nhà xem tay nghề làm đông lạnh cũng như lột tôm của mình. Nói tới nói lui ai mà cùng nghề vô ta cười cho thúi mũi luôn nè. Một hồi xẻ đi cả nhà, xẻ thấy đẹp ác chiến luôn đó. Phải nói là công nhận là mình xẻ đẹp thiệt, nhưng mà một hồi gam lên là còn thấy ngon nữa cả nhà. Có ai thấy mình xẻ đẹp không? Nếu thấy mình xẻ đẹp cho mình xin một like nha, tại vì một like của mọi người sẽ làm động lực thêm cho mình xẻ những con sao nghe cả nhà. Mình mua tôm này thì chỗ mình là 100g 5.000, trời 100g là 15.000, xém nữa mất tiêu 10.000, không biết đâu mà bù vô nữa. Bây giờ mình sẽ sấy mỡ tỏi, mình chiên sơ cá rồi mình hãy nấu canh nghe cả nhà. Như vậy cá nó không có bị tanh mà nó thơm nữa, với lại cá của mình là cá nước mặn cho nên nó không hề hôi cỏ hay là tanh cá nhiều, mà nó có cái mùi đặc trưng của người dùng nước mặn là thơm ngon trắng bổ ghẻ. Chất quớt luôn, thơm ngon trắng bổ ghẻ. Rồi giờ đổ miếng nước vô đợi sôi lên thì mình bỏ dưa cải thôi. Đi làm về chiều cũng mệt này, nói tới nói lui một hồi tao nói thấy chữ sàm chứ chữ chết để trên trán luôn vậy đó cả nhà. Bỏ dưa cải vô thì đun sôi lên nữa, là một hồi là mình bỏ hành ngòi vô nữa là nhắc xuống nghe cả nhà. Có ai thấy đói bụng chưa? Chiều mình mới ăn cơm rồi, bây giờ mình edit lại thì thấy cũng hơi thèm thèm. Tại vì cái món này mà mình ăn cơm không vô á, mình nấu như vậy nè, húp nó chua chua, thanh thanh, ngọt ngọt nữa, cái ăn vô bữa cơm hết sức vậy. Tôm thì cũng như y bữa thôi, mình với Sen hai người mua 5 con tôm, vậy là xẻ nó ra được 5 con thì xẻ ra là được 10 miếng đó, mỗi đứa là 5 miếng đúng không cả nhà, chia đều gan ha. Bởi vì nấu thì nấu vậy thôi chứ 5 con này nhiều khi hai đứa ăn không hết nữa, làm về mệt cái thời tiết này nó ăn không ngon cả nhà đó. Cả nhà thấy bây giờ mình sấy mỡ tỏi mình xào tôm thấy ngon. Giờ tôm này trước khi mình xào thì mình ướp một ít bột ngọt, bột nêm, đường, nước mắm nha cả nhà. Giờ cắt ớt bỏ vô nữa và đợi rút nước nữa thôi. Khi mình gam tôm thì mình không có bỏ nước nha, tại vì tôm này nó muối qua đá rồi, khi mình xào lên nó đã ra nước rồi cả nhà bỏ nước vô thêm nữa thịt tôm nó không ngon. Còn để như vậy nó sẽ săn mà nó có độ ngọt riêng của con tôm nữa cả nhà. Rồi mà cả nhà ăn cơm với mình nha. Đây là bữa cơm chiều nay của mình nè, đơn giản vậy thôi. Cả nhà thấy không, ít khi nào mình nấu 3 món lắm, chỉ 2 món thôi, thời gian không có nhiều cho nên một món canh mà kho hoặc là món xào kho là xong rồi đó cả nhà. Hai đứa mình thì ăn mỗi đứa chắc khoảng 2 chén cơm, tại vì mình nấu có 1 chén gạo thôi, vậy là xong bữa cơm. Nhiều khi ăn không hết nữa. Giờ mình vẽ miếng cá nè, mắm mặn với ớt cái nữa, nhìn thấy ngon nha. Ôi bữa cơm nó ngon gì đâu cả nhà.